Rồi, xin chào mấy anh em nha. Là mình đây. Thì hôm nay mình có một cái chiếc tour khoảng 4-5 tiếng nữa các bạn. Nghĩa là mình sẽ xuất phát từ thị xã Gò Công đi tới Vĩnh Long. Tour này là tour đi chùa Phật Ngọc Xá Lợi nha các bạn. Đang nổi đình nổi đám trên mạng. Ngôi chùa này thì hôm nay mình sẽ đi và mình sẽ post ảnh cho anh em coi trong clip này luôn để anh em hiểu rõ hơn về cái ngôi chùa tuyệt vời này nha. Thế là rất là đẹp luôn á. Thì nói sơ về cái ngôi chùa đó thì ngôi chùa đó nằm vừa qua cầu Mỹ Thuận đó mấy bạn, hướng từ Tiền Giang qua cầu Mỹ Thuận là tỉnh Vĩnh Long. Thì vừa hết cái cầu Mỹ Thuận là mấy bạn quẹo trái là sẽ có cái cổng chùa Phật Ngọc Xá Lợi ha. Đó các bạn, quẹo vô đó rồi sẽ thấy được cái cảnh tượng ngôi chùa hiện ra. Thì bây giờ mình đi, mình sẽ lên mình tụ họp với cái team của mình mới tạo ở đây, mà tạo để đi chùa này, đi cái tour này mấy bạn. Thì bắt đầu từ thị xã mình sẽ men theo quốc lộ 50 rồi đi đường cặp mé sông dưới chân cầu Rạch Miễu. Cái đường đó là đường gì mình quên mất tiêu rồi, là DT8876 hay là gì đó. Đi cặp đường đó thì trên đường đó thì có nhiều loại trái cây lắm, như sa bô nè, vú sữa nè, sầu riêng nè. Nói chung là mình đi giấc chiều rồi thì tới cái chùa chắc cũng sắp tối rồi mọi người. Thì mình cũng có đi một lần rồi, đi vào ban ngày thì nó rất là đẹp. Thì hôm nay mình muốn trải nghiệm thử là đi vào ban đêm thử xem là cái ngôi chùa đó có đẹp không. Mình nghĩ là cũng sẽ đẹp thôi. Lại đang tháng 7 rồi mọi người, nên là mình muốn đi chùa mình lại Phật, mình cầu an luôn, cầu bình an với lại công việc nó thuận lợi hơn. Rồi vậy nha các bạn, nhớ theo dõi hết video của mình nha. Thì trên đường có gì vui hay ho thì mình sẽ quay lại cho anh em coi. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all... Rồi hôm nay đẹp quá mấy bạn. Hôm nay mà không đi chùa thì hôm nào đi ta. Hôm nay đi đúng bài luôn. Hôm nay chiều không có mưa gì hết. Mây rồi, trời đẹp ghê á. Mình tới chợ gạo rồi nha mọi người. Đây là chợ gạo. Mình tới thành phố Mỹ Tho rồi mọi người. Mình vừa đi qua cầu quay nè. Bây giờ mình sẽ rẽ bên trái. Mình đi cặp mé bờ sông cho nó đẹp không mọi người. Với lại sẽ vắng xe hơn. Mình đi vô mấy cái đường lớn này bây giờ nó đông lắm. Mình sẽ ra mé sông. Trời gái rồi mọi người. Rồi ra tới mé bờ sông rồi. Đây là vườn hoa lạc hồng nha. Đi nó trống xe thoải mái dễ đi hơn. Let's take it slow, where you go I go too. And if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow. Cái ra mới xong rồi, đi thẳng thì vẫn được, đi thẳng thì vẫn là đi cái đường Bình Đức. Nhưng mà đường nó xe cộ đông lắm, với lại nó không có đẹp, nó không có thoải mái.
ngoài cặp mé bờ kè này, cặp mé sông này. Mình tới chân cầu Rạch Miễu rồi, giờ đang đợi khu huynh đệ. Ôi, tới rồi nè. Hello người anh em. Hello. Ủa nãy giờ đứng đợi đâu? Em đợi bên đầu bên kia. À, tại đứng đây tí nữa tem lên tới nữa. Dạ. Rồi lấy người đợi xíu nha. Để giờ gọi tụi nó chắc đang bào lên, chưa bắt máy được. Ờ, đây mấy người anh em ơi. Này đội hình đi có gì bô xăng lửa, rồi R15 nè, thì Sati nè, Winner X bô xăng lửa nè, rồi ủa cứ huynh đệ 62 chưa rồi ta, ừ còn Winner 62 thì đi nè, chủ yếu đi chùa đi vui thôi chứ. Bây giờ anh em chuẩn bị lên đường nha. Hello anh. Hello, mình chào nhau đi. Hello anh. Hello, chú Định. À, bên đây là quyền RC90 nha các bạn. Tí nữa mình để cái link ở dưới phần mô tả luôn các bạn ơi. Thì ảnh chuyên là sơn xe này nọ, bán đồ kiển này nọ. Thôi giờ mình chuẩn bị đi rồi. Đây là cầu Rạch Miễu nha các bạn. Cầu Rạch Miễu nha mọi người. Đẹp lắm, mê luôn. Trời ơi, ở đây nó thoải mái. Này có R15 nữa các bạn ơi. R15 là gì gắn. Gắn bô Acabovic thì phải. Giờ vé ăn hủ tiếu các bạn ơi. Ăn có sức thì đi giờ đi tiếp chứ. Bún bò Huế cũng được rồi, chạy đi. À, ghé ăn bún bò. Rồi sau khi ăn tối xong thì bây giờ đi tiếp nha mọi người. Giờ đang đi cái đường Bình Đức lên. Đi đường Bình Đức lên đi dọc mé sông luôn. Chứ không đi quốc lộ. Để vô đổ xăng cái đã. Cam đẹp quá ha. Á à, Winner X cũng đẹp nữa. Rồi đi thôi mọi người.
ghé bầu thêm mớ trái cây nữa mọi người. Thì mình đi tiếp tại mấy thành viên trong cái tour này nha. Quay sơ cho anh em coi. Rồi dự định là bào bào xong mớ trái cây này với uống nước dừa nè. Rồi tí nữa bào lên chùa. Rồi vậy nha. Rồi giờ xuất phát tiếp mọi người ơi. Giờ đường này cũng vắng rồi nè. Bị lạc hết. Đồ đem rớt cũng phải vậy. Đó, này phà quá. Đâu ở dưới ủi rồi. Rồi tốt vậy cho nó tích thôi mà. Hẹn mấy bạn 20 giờ mà bây giờ 20 giờ 26 phút rồi. Chắc cũng phải tới 21 giờ mới có mặt.
tới cầu Mỹ Thuận rồi mọi người ơi. Tới cầu Mỹ Thuận rồi. Và đổ dốc cầu Mỹ Thuận xuống, quẹo bên tay trái là chùa Phật Ngọc Xá Lợi nha mọi người. Tới chùa Phật Ngọc Xá Lợi rồi nha. Đây. Phật chùa Phật Ngọc Xá Lợi. Giờ mấy anh em mình tới chùa Phật Ngọc Xá Lợi rồi. Bây giờ xếp xe chụp hình trước cái cổng cái rồi dọn xe qua liền để người ta đi tới luôn các bạn. Rồi xong rồi vô trong chùa. Không biết trong chùa còn mở cửa không nữa. Đây mấy fan của mình nha mọi người. Hello, là mình đây. Chào mấy anh em. Đông quá, đông quá. Wow, đông quá, đông quá. Khứ đệ. Rồi thấy được. Hello với Khứ đệ. Ồ, chờ lâu chưa? Dạ. Xin phép. Ôi, biker nữ. Hello mọi người. Hello mọi người. Nè. Hello. Mà chưa bắt tay không ta? Xin được phép vô luôn. Hello với Khứ đệ. Ồ, giờ phiền dữ ta. Cho em bắt tay kìa. Bắt được ly rồi, giờ bắt được về. Lầy vậy ta. Ôi mà mọi người dọn xe qua để cho người ta có lối đi nha. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Dạ. Bye. Mấy giờ có clip anh? À, không biết nữa. Rồi giờ chuẩn bị về mọi người ơi. Giờ cũng 10 giờ rồi. Thì anh em chuẩn bị về. Thì đường về cũng còn trăm mấy chục cây nữa. Ngồi chính giữa đây nè. Giờ chụp tấm hình cái rồi anh em về. Rồi về. Ủa, về mà. Ủa, về chứ đổi về anh. Không về chứ. Ủa, chứ tụi hả? Không nè. Chụp mày không chết luôn cả đó. Vô. Giờ dòm vô trong kia cái ha. Đường vô chùa Phật Ngọc Xá Lợi nha mọi người.
nên là chùa không mở cửa. Lúc mình qua là chùa đã đóng cửa rồi, cho nên là mình không có vô lại Phật được, cho nên ở ngoài thôi mọi người đèn, cho nên là không có thấy gì hết. Thì bây giờ về thôi. Thôi đi mọi người, về kiếm chỗ đổ xăng rồi về luôn. Rồi đi, thôi về về. Xin kết thúc video tại đây luôn nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết video của mình. Nhớ nhấn like, share và cho mình một đăng ký nha mọi người. Nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.